Hà Nội tăng vọt thêm 268 ca mắc mới. Nhiều ổ dịch không rõ nguồn lây, thanh hóa xét nghiệm SARS-CoV-2 lái xe và phụ xe. Phú Thọ, Lai Châu ghi nhận nhiều ca nhiễm, thành phố Hồ Chí Minh bổ sung 33 trạm y tế. Số ca qua đời vì Covid-19 ở Nga lập kỷ lục, Trung Quốc trao thưởng cho người truy vết nguồn lây. Quý vị đang đến với bản tin dịch bệnh Covid-19 trên kênh tin tức Việt. Mời quý vị cùng cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, số ca mắc mới và tình hình điều trị Covid-19 ngay sau đây. Sở Y tế Hà Nội ghi nhận đến hết ngày 8 tháng 11 đã giám sát 12.027 người về từ 13 tỉnh thành, phát hiện 100 ca dương tính nCoV, trong đó có 61 người đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Trong 100 ca dương tính có 64 người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai 9 ca, Bình Dương 7 ca, Hà Giang 5 ca, Nam Định và Hà Nam 3 ca, Phú Thọ, Quảng Ngãi 2 ca, Tây Ninh, Bắc Giang, Đắk Lắc, Phú Quốc, An Giang, mỗi nơi 1 ca. Trong số họ, 61 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, 24 người đã tiêm 1 mũi, 8 người chưa tiêm và 7 người chưa đến tuổi tiêm chủng. Đã có 12 tỉnh thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tính đến ngày 9 tháng 11, đã có 12 tỉnh thành gồm Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Nai, Kiên Giang, Sóc Trăng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã có khoảng gần 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm cho trẻ. Giá xét nghiệm COVID-19 giảm một nửa Bộ Y tế quy định từ ngày 10 tháng 11 giá test nhanh không quá 109.700 đồng, giảm hơn một nửa so với trước. Giá xét nghiệm PCR giảm hơn 29%. Giá xét nghiệm mới được Bộ Y tế đưa ra trong một thông tư được ban hành ngày 8 tháng 11, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11, áp dụng trong các trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả, được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Để có thể quản lý giá xét nghiệm, thông tư quy định mức thanh toán tối đa dịch vụ xét nghiệm, bao gồm sinh phẩm xét nghiệm mà cơ sở y tế thu và thanh toán. Trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn tổng mức được thanh toán, cơ sở y tế được quyết toán phần tranh lệch thiếu và nguồn kinh phí giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị. Về xét nghiệm PCR, trường hợp mẫu đơn, giá dịch vụ cũng bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền công cộng với chi phí sinh phẩm xét nghiệm. Mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng trên một xét nghiệm. Trường hợp ngộp mẫu, sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo số mẫu gộp. Trước ngày 1 tháng 7, giá xét nghiệm PCR được Bộ Y tế quy định là 734.000 đồng một mẫu, test nhanh là 238.000 đồng một mẫu. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Người lạ đến đòi nợ hơn 1 tỷ đồng sau khi người nhà mất vì Covid-19. Vài tháng qua gia đình anh Nguyễn Thành Tâm, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã phải trải qua nhiều biến cố khi trong gia đình có 8 người mất vì Covid-19. Nỗi đau mất người thân chưa nguôi thì gia đình lại liên tục nhận được những cuộc gọi đòi nợ từ nhiều người. Sau khi tìm hiểu thì được biết, trước khi mất chị NTMK, con dâu trong gia đình đã đi vay nợ của nhiều người, thậm chí còn mang cả sổ hồng để đi vay. Để giải quyết dứt điểm chuyện này, ngày 5 tháng 11, gia đình anh Tâm đã chủ động mời những chủ nợ của đợt thứ hai đến nói chuyện và giải quyết. Theo ghi nhận của phóng viên tại buổi làm việc này, có sự chứng kiến của Công an phường 16, quận 8. Tại buổi làm việc, những giấy vay nợ mà chủ nợ mang đến chỉ có nội dung rất đơn giản. Chẳng hạn như hôm nay, ngày này, chị NTMK, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, có vay của anh GTT số tiền 90 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng. Một chủ nợ nói tại buổi làm việc rằng, Trước đó chị ca chủ động gọi điện tới và có nhu cầu muốn vay tiền nên đã giúp đỡ cho vay. Số tiền trên giấy nợ tổng lại của đợt 2 là 700 triệu nhưng gia đình tôi không còn khả năng chi trả ở mức đó nên chúng tôi yêu cầu các chủ nợ giảm một nửa. Nếu đồng ý thì gia đình trả tiền ngay, còn không thì bên kia có thể khởi kiện ra tòa để đòi nợ. Bởi người vay nợ cũng đã mất rồi và gia đình đã quá mệt mỏi tang thương rồi, anh Tâm nói. Kết thúc buổi làm việc, sau khi thương lượng, gia đình anh Tâm đã thực trả số tiền hơn 300 triệu để giải quyết dứt điểm với chủ nợ. Tổng số tiền đã trả cho chủ nợ mà chị ca để lại là hơn 1 tỷ đồng. Anh Tâm mong muốn qua vụ việc của gia đình, mọi người rút ra kinh nghiệm là đừng đánh liều vay nóng bên ngoài như trường hợp nhà anh gặp phải, bởi hậu quả sau đó rất khó lường. Quỹ vaccine đã chi mua 7.125,3 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Vaccine COVID-19, đến cuối ngày 9 tháng 11, số dư quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.795,3 tỷ đồng, trong đó bao gồm tiền lãi gửi ngân hàng là 55 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ cho biết đã có 563.980 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Vaccine phòng COVID-19 đã chi từ quỹ này 7.134,1 tỷ đồng, trong đó chi mua vaccine là 7.125,3 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng, nên dư cuối ngày là 1.661,2 tỷ đồng xuất hiện nhiều F0 không rõ nguồn lây, không có triệu chứng, di chuyển nhiều nơi, trong đó có lái xe vận tải hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác. Thanh Hóa đã thông báo thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với lái xe, người đi xe trong hoạt động vận tải hàng hóa. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã có văn bản gửi các đơn vị về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với lái xe, người đi theo xe trong hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, người lái xe, người đi theo xe vận tải hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác vào địa bàn của tỉnh Thanh Hóa để thực hiện xếp dỡ hàng hóa phải được tiêm đủ mũi vaccine. Liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, đồng thời phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trong vòng 72 giờ, không áp dụng đối với người lái xe, người đi theo xe trên các phương tiện hàng hóa có hành trình đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa người lái xe người đi theo xe vận tải hàng hóa nội tỉnh phải được tiêm đủ mũi vaccine, liều cuối cùng được tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc có xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, đồng thời phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ 2 tuần một lần tại các cơ sở y tế. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 1.364 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn, 835 người điều trị khỏi được ra viện, 8 bệnh nhân qua đời toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 1 triệu 468 000 liều vaccine phòng COVID-19. Ca qua đời gần đây nhất là tối ngày 6 tháng 11, một công dân là nam giới, sinh năm 1965, tại thôn Pọng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, trở về từ thành phố Đà Nẵng trong ngày, qua đời tại tròi cách ly của gia đình. Trước đó, bệnh nhân này không có biểu hiện mắc bệnh. Sau qua đời, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính vào chiều ngày 7 tháng 11 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thực hiện. Trong 24 giờ qua, Phú Thọ Lai Châu tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 mới, trong khi thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương bổ sung các trạm y tế lưu động, chăm sóc F0 cách ly tại nhà tại các khu vực có số ca nhiễm tăng. Trong số 16 ca mắc mới, trong đó ở huyện Tam Nông có 10 ca, thành phố Việt Trì có 3 ca, huyện Lâm Thao 1 ca, huyện Thanh Sơn 1 ca và xã Phú Thọ 1 ca. Trong các trường hợp mắc mới, có 12 trường hợp là F1 chuyển thành F0 trong khu vực phong tỏa đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý. Có 4 trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.150 ca mắc COVID-19. Đáng chú ý, thành phố Việt Trì có 526 ca, Thanh Sơn có 188 ca, huyện Lâm Thao có 158 ca, huyện Phù Ninh có 149 ca. Hiện toàn tỉnh Phú Thọ còn 45 vùng phong tỏa, gồm 2.585 hộ gia đình với 8.168 nhân khẩu có hơn 5 cơ sở sản xuất kinh doanh đang tạm cho công nhân nghỉ để khoanh vùng truy vết. Các công ty khác khoanh vùng từng bộ phận cho các tổ, truyền liên quan nghỉ để cách ly y tế theo quy định. Trong 24 giờ qua, tỉnh Phú Thọ thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp PCR và trả kết quả 6.178 mẫu, trong đó phát hiện 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tại Lai Châu tiếp tục ghi nhận các ca dương tính tại ổ dịch xã Bảng Giang, Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Cụ thể, bệnh nhân VTS, mã số bệnh nhân 987.025, sinh năm 1984, CTN, mã số bệnh nhân 987.028, sinh năm 2003, tại bản Tần Phủ Nhiêu, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, là F1 của bệnh nhân 954.721 đã được công bố trước đó. Hiện hai bệnh nhân này đang điều trị tại bệnh viện phổi Lai Châu. Như vậy chỉ trong 4 ngày qua, tỉnh Lai Châu ghi nhận 17 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều tại ổ dịch xã Bản Giang, huyện Tam Đường. Tình hình dịch COVID-19 tại Lai Châu đang diễn biến phức tạp và có nhiều ca dương tính không rõ nguồn lây. Cơ quan chức năng đã tách nhanh các trường hợp mắc bệnh chuyển về bệnh viện phổi điều trị, người có dấu hiệu nghi mắc bệnh và người tiếp xúc với F1, người liên quan được cách ly tạm thời, đồng thời các địa điểm liên quan được khử khuẩn. Mời quý vị cùng đến với thông tin dịch bệnh Covid-19 trên thế giới. Trên thế giới có 251,5 triệu ca mắc Covid-19, gồm gần 434.000 ca mắc mới, tổng số ca qua đời là 5,078 triệu ca, bao gồm hơn 7.000 ca mới, số ca hồi phục là gần 228 triệu ca. Tại Nga hôm qua báo cáo kỷ lục về số ca qua đời do Covid-19 với 1.211 ca trong một ngày, sau khi các nơi làm việc trên cả nước đã đóng cửa một tuần nhằm làm giảm làn sóng dịch gia tăng. Tại Trung Quốc, thành phố có dịch Covid-19 là Heihe, gần biên giới Nga, đã đưa ra phần thưởng trị giá 15.500 USD cho bất kỳ ai đưa ra manh mối trong việc truy vết nguồn lây. Đây là một nỗ lực trong chiến tranh nhân dân nhằm xóa bỏ đợt bùng phát dịch lớn nhất trong nhiều tháng. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục mới nhất và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và thế giới trong các bản tin kế tiếp được phát sóng hàng ngày, hàng giờ trên kênh tin tức Việt tạm quên đi những tin tức dịch bệnh chúng tôi vừa đề cập mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác